chúng ta sẽ cùng tiếp tục học bài 5.2 có âm F ở giữa của từ nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng ôn lại âm F một chút. Các bạn nhớ là mình sẽ để răng hàm trên chạm vào phần trong của môi hàm dưới, môi hơi đẩy ra ngoài một chút ạ, đẩy âm F hơi xuống phía dưới. Mình cùng nói lại âm F là brilliant. Các bạn quan sát bạn mẫu và đẩy hơi thật mạnh ra theo bạn ý nhé. Say it again. Và chúng ta cùng ghép vào từ đầu tiên có âm F ở giữa của từ. Giới từ phía trước, trước một cái gì đó hoặc là trước giờ, trước một mốc thời gian nào, mình sẽ dùng là before. Right, yeah. Say it again. Before. Right, yeah. Tên này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai có âm F là for. Nên các bạn nói be xong nhấn mạnh vào for, kéo thật dài âm F. Say it again. Before. Right, good. Before. Say it again. Before. Các bạn chú ý kéo thật dài âm F ra nhé. One more time. Before. Very good. Và từ thứ hai của chúng ta, danh từ chỉ văn phòng trong tiếng Anh là office. Very good. Office. Say it again. Office. Từ này thì có hai âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên. Vậy nên âm thứ hai mình hạ giọng thành fish. Fish xuống chứ không nói office lên trên. Mình cùng nói lại từ này là office. Các bạn tập trung nhấn vào âm F và kéo thật dài âm này ra. Say it again. Office. Và ở cuối của từ là âm SC. Bành miệng sang hai bên và kéo thật dài hơi. Say it again. Office. Very good. Các bạn nhớ quan sát và bắt chước theo bạn mẫu nhé. Say it again. Office. One more time. Office. Again. Office. Very good. Và từ thứ ba của chúng ta, giới từ ngược với before là sau một cái gì đó, mình sẽ dùng là after. Very good. Say it again. After. Từ này giống before cũng có hai âm tiết, tuy nhiên trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên và có chữ F. F. Các bạn nói F mở rộng miệng rồi bật chữ F thật mạnh. Sau đó mình nối với âm thứ hai ter, hạ giọng after. Say it again. After. Say it again. After. One more time. After. Mình tập trung đẩy thật mạnh âm F ở giữa của từ nhé. Say it again. After. Very good. Các bạn sẽ thấy là dù âm F đứng ở đầu hay ở giữa của từ thì khi đến âm F, chúng ta đều để khẩu hình là răng hàm trên hơi chạm và hơi nén vào phần trong của môi hàm dưới rồi đẩy một luồng hơi chếch xuống phía dưới. Mình cùng nói lại giới từ chỉ sau là after. Again. After. Very good. Và chúng ta cùng đến với từ thứ 4 ạ, cực kỳ quen thuộc, danh từ chỉ cà phê trong tiếng Anh là coffee. Again. Coffee. Từ này cũng có hai âm tiết và trọng âm thì rơi vào âm tiết đầu tiên. Vậy nên âm thứ hai mình hạ giọng thành phì. Coffee. Chứ không nói coffee. Say it again. Coffee. Các bạn nhớ nghe và bắt chước theo bạn mẫu nhé. Say it again. Coffee. Mình tập trung vào âm F, đẩy hơi thật mạnh ra ngoài. Say it again. Coffee. Good. One more time. Coffee. Và từ tiếp theo của chúng ta, từ thứ 5, tính từ sợ hãi hoặc sợ sệt một cái gì đó là afraid. Say it again. Afraid. Very good. Âm F này thì có liền với âm R. Chúng ta đã sẽ được học trong một bài sau để học sâu hơn. Tuy nhiên bây giờ các bạn cứ cố gắng bắt chước theo bạn mẫu để bật âm F ra nhé. Say it again. Afraid. Very good. Afraid. Afraid. Say it again. Afraid. Very good. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại 5 từ vừa rồi có âm F ở giữa nhé. Đầu tiên giới từ trước, trước một cái gì đó là before. Nhấn vào âm thứ hai for. Say it again. Before. One more time. Before. Các bạn chú ý kéo thật dài âm F. Từ thứ hai của chúng ta, danh từ chỉ văn phòng trong tiếng Anh là office. Very good. Say it again. Office. Very good. Mình nhấn vào âm thứ nhất o. Off xong nó mới bật fish ở đằng sau. Và nhớ là hạ giọng âm thứ hai fish nhé. Đặc biệt ở cuối có âm SC. Các bạn bành miệng sang hai bên và kéo thật dài âm S. Say it again. Office.
Very good. One more time. Office. Và giới từ ngược với before, sau một cái gì đó là after. Nhấn mạnh vào âm F ạ. Say it again. After. Very good. One more time. After. Và từ thứ tư của chúng ta, danh từ chỉ cà phê trong tiếng Anh là coffee. Mình bật thật mạnh tất cả các âm ra nhé. Say it again. Coffee. Nhấn mạnh vào âm F. Say it again. Coffee. Good. Và từ tiếp theo của chúng ta, từ thứ năm, tính từ sợ sệt, sợ hãi một cái gì đó là afraid. Break it. Afraid. Afraid. Say it again. Afraid. Break it. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép 5 từ vừa rồi vào trong một số câu để các bạn luyện cho quen dần và thành phản xạ. Ví dụ từ đầu tiên ạ, giới từ trước một cái gì đó là before. Say it again. Before. Các bạn nhớ nhấn vào âm thứ hai và đặc biệt là nhấn vào âm F nhé. Before. Before. Say it again. Before. Right again. Và từ thứ hai chúng ta đã được học danh từ chỉ văn phòng là office. Good. Kéo dài tất cả các âm ạ. Say it again. Office. Bây giờ chúng ta sẽ vừa nối từ before và từ office vào trong một câu để các bạn luyện dần. Mình sẽ nói một câu là nói cái gì đó trước khi tôi đi đến văn phòng. Hãy nói một điều gì đó đi. Các bạn còn nhớ trong âm S mình được học cụ vừa rồi là say something. Right, say something. Có âm S gì và âm TH không dung mình đã được học. Các bạn nói lại cụm vừa rồi là say something. Trước khi mình sẽ dùng là before. Say it again. Before. Tôi đi tới văn phòng là I go to the office. Very good. Say something before I go to the office. Các bạn hãy quan sát bạn mẫu nói và bật từng âm để mình bắt chước theo nhé. Câu này có thể tạm dịch là hãy nói một điều gì đó với tôi trước khi tôi đi làm đi. Mình cùng nói lại cả câu là say something before I go to the office. Right, say something before I go to the office. Mình lồng câu này vào có rất nhiều âm mà các bạn đã được học trong các bài trước để mình ôn luyện cho quen dần nhé. Bây giờ chúng ta cùng nói lại câu này một lần nữa và bật ra toàn bộ tất cả các âm. Say it again. Say something before I go to the office. Forget, say something before I go to the office. Và từ tiếp theo của chúng ta, từ thứ ba có âm F ở giữa là giới từ sau, sau trong tiếng Anh là after. Mình kéo dài âm F nhé, say it again. After. Again. After. Và chúng ta cùng nối từ after vào trong câu tôi đi tới văn phòng hoặc là tôi đi tới chỗ làm sau trận thi đấu. Thì tôi đi tới văn phòng sẽ là I go to the office. Forget. I go to the office. The. Các bạn để một chút ạ. Từ the khi đứng trước, các từ mà không có phụ âm ở đầu thì sẽ được lọc là the. Và chúng ta vẫn bật âm TH dung như bình thường nhé. Mình cùng nói gọi lại câu cụm vừa rồi là the office. Forget. Và cả câu tôi đi tới văn phòng sẽ là I go to the office. Các bạn nhớ nhấn thật mạnh vào âm F trong từ office mà mình đang được học vừa rồi nhé. Cùng nói lại một lần nữa. I go to the office. Right. Sau trận thi đấu mình sẽ dùng một lá after the game. Say it again. After the game. Very good. Trong câu vừa rồi thì có hai từ có âm F. Các bạn cứ để ý là đến âm F thì mình sẽ để răng hàm trên chạm vào phần môi hàm dưới, rồi đẩy một luồng hơi thật mạnh hơi xuống bên dưới để tạo âm F nhé. Mình cùng nói lại cả câu
tôi đi tới văn phòng sau trận thi đấu sẽ là I go to the office after the game. Break it. I go to the office after the game. Say it again. I go to the office after the game. Very good. Và từ tiếp theo của chúng ta có âm F ở giữa là danh từ chỉ cà phê. Cà phê trong tiếng Anh là coffee. Mình bật âm F thật mạnh. Say it again. Coffee. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nối vào một câu. Tôi uống 50 cốc cà phê. Thì cốc cà phê trong tiếng Anh là cup of coffee. Break it. Và chúng ta uống 50 cốc. 50 trong tiếng Anh mình được học là 50. Từ này có hai âm F đúng không ạ? Ở đầu và ở giữa. Các bạn cố gắng bật đầy đủ cả hai âm F này ra. Say it again. 50. Và 50 cốc mình sẽ dùng từ cup ở dạng số nhiều là cups. Âm S gì ở cuối ạ? Các bạn chú ý kéo dài âm này ra. 50 cốc sẽ là 50 cups. Very good. Các bạn nhớ bật hết các âm nhé. 50 cups. Say it again. 50 cups. Very good. Và 50 cốc cà phê mình sẽ nói là 50 cups of coffee. Very good. Coffee. Mình lại bật mạnh âm F ra. 50 cups of coffee. 50 cups of coffee. Say it again. 50 cups of coffee. Các bạn cố gắng nghe bạn mẫu nói và bật ra toàn bộ tất cả các âm trong các từ như bạn ấy nhé. Say it again. 50 cups of coffee. Break it. Vậy mình muốn nói là tôi uống 50 cốc cà phê, mình sẽ nói là I drink 50 cups of coffee. Very good. I drink 50 cups of coffee. Say it again. I drink 50 cups of coffee. Very good. Câu vừa rồi có rất nhiều âm F đúng không ạ? Các bạn có thể tập đi tập lại nhiều lần để quen dần với cách dùng của âm này. Và từ tiếp theo, từ số 5 của chúng ta, tính từ sợ hãi hoặc sợ sệt một cái gì đó là afraid. Yeah, say it again. Afraid. Afraid. Và khi nói tôi sợ, mình sẽ nói là I am afraid. Right, good. I am afraid. I'm afraid. Say it again. I am afraid. Và các bạn còn nhớ tính từ béo trong tiếng Anh là gì không ạ? Fat. Say it again. Fat. Tôi sợ béo thì mình sẽ nói là I am afraid of being fat. Very good. I'm afraid of being fat. Có nghĩa là tôi sợ tôi bị béo. Mình cùng nói lại câu vừa rồi là I am afraid of being fat. Very good. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách nói của 5 từ có âm F ở giữa của từ. Đồng thời cũng hướng dẫn các bạn cách ghép 5 từ này vào trong một số câu đơn giản để các bạn tập nói. Các bạn hãy tập đi tập lại các câu này nhiều lần nhé. Vì trong một số câu có rất nhiều âm F, và có thể là phải tập nhiều lần thì mình mới nói được thành phản xạ. Nên các bạn cứ xem đi xem lại nhiều lần để luyện nói cho quen dần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài 5.3. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục học các từ có âm F ở cuối của từ.